Sapa đồi núi chập trùng thôi à? Đồi núi chập trùng là có cầu vồng và có cả một cái đồi cỏ. Tức là có cả. Có bò béo không? Không có con vật. Cầu vồng. Chỉ có cảnh. Không có cừu béo. Mảnh đất chết à? Thank you.
chấn. Sapa chúng ta có thể nhìn thấy rất đẹp. Đó chính là nội dung của bức tranh này. Chúng ta có người núi chập trùng và bãi cỏ xanh ở đây. Wow đấy. Để biết nó là Sapa thì có chữ Sapa. Tiếp theo là đến em Duy Tùng. Em có thể giải thích cho tác phẩm của mình không ạ? Nhà màu sống động. Save the world. Đây là gì ạ? À? Chữ G. À, tên của em. Ở đây là gì ạ? À? Cái gì đây? Hai chấm ngay cả các chút chót không? Đây là cái gì? Đây là cái gì? Hình chữ gì? Ngựa. Hả? Cái ngựa. Cái ngựa à? À, cái ngựa. Đây là gì? Một đống trái tim với nhiều màu. Một đống trái tim với nhiều màu. Nhìn ta nhìn thấy. Ý nghĩa của cái này là gì? Không biết. Nói chung là đang cái gì sống động thôi. À, nội dung chính của em Bim là sống động và nhiều màu sắc. Cuộc sống quanh. Đi xấu xí qua đời. À, cũng đi xấu xí ngoài đời nhưng khi lên tranh cũng có gì đẽ. Cảm ơn em. Em Đạt. Em đã đến đâu rồi ạ? Tưởng bức tranh của em là trăng là sao? Chị mượn một chút được không? Mọi người không thực tế. Đây là bức tranh của em Đạt. Chúng ta có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết và 6-7 ngôi sao ở đây. Chả biết có phải là sao không đấy. Giống như giống hoa thiên lý. Tại sao chúng ta lại có những cái viền màu như thế này? Không có đủ màu vậy ạ. Ai không có đủ màu à? Trời ơi, không tin này làm ăn vớ vẩn quá. Chúng ta sẽ quay lại trong ít phút nữa. Ta đã hoàn thành với tác phẩm của mình. Em hãy trình bày với tác phẩm của mình đi. Ban đầu em không định vẽ thế này, mà em định vẽ là mặt trăng, bầu trời đêm và những ngôi sao màu trắng. Ừ. Thực sự là không thể kiếm được màu đen. Cho nên em đã biến đổi hình thành Picasso. Đây là bức tranh của em Đạt với mặt trăng hay quả chuối mỉm cười. Với những ngôi sao và bà Việt. Em có thấy hài lòng với tác phẩm của mình không? Chấp nhận được. Chấp nhận được. Vâng, xin cảm ơn em. Vâng, đây là tác phẩm của anh Dương Duy Tùng. Như mọi người có thể thấy đây. Mày nói một vài điều về tác phẩm của mình ạ. Nhé. Tôi đang yêu đời. Đang cần tình yêu. Ok, bông hồng là cái gì đó có đẹp tôi không biết, chúng tôi vẽ được đấy. Mặt trăng để đối lập với mặt trời dưới cho thêm cái đường này kiểu gì đó đối lập ở đây. Cái chữ này là chữ G, nếu mà hơi có như một chữ tí kiểu một tên, một cái tên một mặt cười này kiểu tôi biết tôi vẽ rồi, tôi hơi ngượng tí tiện thời là vậy. Còn cái viên này dưới là kiểu nó là cái để cho tên mà thôi, không có nghĩa gì cả hết.
vâng.